Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 55 tỷ đô la Mỹ để làm gần 600 km đường sắt đô thị, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh hoàn thành metro số 1 và nỗ lực khởi công tuyến metro số 2. Tuy nhiên, với thực tế thi công các dự án đường sắt đô thị vừa qua thì việc hoàn thành gần 1.000 km đường sắt đô thị cho thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ khá khó khăn nếu như không có giải pháp đột phá và quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị với tầm nhìn dài hạn. Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km với 11 ga trên cao và 3 ga ngầm. Sau 12 năm khởi công, nhiều lần gia hạn thời gian, hiện nay công trình gần như đã hoàn thành nhưng lại vẫn chưa thể đưa vào hoạt động. Tại Hà Nội, hai đoạn tuyến đường sắt đô thị gồm đoạn trên cao tuyến Nhổn ga Hà Nội và tuyến Cát Linh Hà Đông đã đi vào vận hành. Thế nhưng cũng phải mất nhiều thời gian hoàn thành. Một trong những vướng mắc được chỉ ra làm kéo dài thời gian thi công là do công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Cái đầu tiên là cái công tác mà chúng ta quy hoạch và giải phóng mặt bằng là những cái khó khăn nhất. Đấy. Bởi vì nếu mà chúng ta quy hoạch và có thể nói rằng là vào những cái nơi mà cần phải giải phóng mặt bằng nhiều mà chúng ta lại không có điều kiện để giải phóng mặt bằng ngay, dẫn đến là do một số cái nơi mà chi phí nó rất là cao liên quan đến vấn đề là coi như là dẫn dân đi và nhiều cái vấn đề phức tạp chúng ta không thể làm được tiến độ. Vai trò của đường sắt đô thị là vô cùng cấp thiết và không thể phủ nhận, vừa góp phần quyết định giải quyết ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, vừa tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của thành phố. Tuy nhiên, nhiều năm qua các dự án đường sắt đô thị gặp nhiều khó khăn, đặc biệt một vấn đề khác là về cơ chế, chính sách và nguồn vốn. Từ nay đến 2035, Hà Nội sẽ phải dành ra một cái khoản kinh phí khoảng độ 1 triệu tỷ đồng để đầu tư cho cái hệ thống đường sắt đô thị. Quan trọng là chúng ta cần phải phân khai và phân bổ cái phân kỳ đầu tư làm sao để chúng ta có thể bố trí được nguồn lực phù hợp để xây dựng một cái khoa học cái hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta chưa làm chủ, chúng ta phụ thuộc nước ngoài. Mà khi mà có khi phụ thuộc nước ngoài thì khi có những vấn đề nào đó xảy ra thì chúng ta khó tìm được cái đồng thuận giữa cái chủ đầu tư và cái nhà thầu nước ngoài. Và như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái việc thực hiện thời gian dự án rất là nhiều. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng khi mà cái thời gian thực hiện dự án bị kéo dài ra thì vốn nó đội lên, thì như vậy chúng ta lại mất cái thời gian để phê duyệt nguồn vốn, để phê duyệt lại chủ trương đầu tư, phê duyệt nguồn vốn. Và như vậy thời gian nó lại càng kéo dài hơn nữa. Đấy, như vậy thì là có rất nhiều những cái bất cập mà chúng ta đang có với cả một cái dự án, với các cái dự án đường sắt đô thị. Hệ thống đường sắt đô thị không chỉ mang lại lợi ích phát triển giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, thu lợi từ việc bán vé, mà nó còn mang lại các lợi ích bổ sung đi kèm. Trong kế hoạch phát triển đường sắt đô thị, thủ đô Hà Nội đã xác định muốn nâng cấp đô thị dựa vào hệ thống giao thông công cộng, cần đổi mới quá trình chuyển dịch đất đai và thực hiện tốt cơ chế chia sẻ lợi ích để nhận được sự đồng thuận của người dân. Khi đó, các dự án giao thông đô thị sẽ triển khai nhanh và hiệu quả hơn. Lợi ích từ hệ thống giao thông đường sắt đô thị không phải là chỉ từ cái việc là chúng ta vận hành hệ thống thu bán vé, mà nó sẽ đi theo những cái lợi ích gia tăng bổ sung và cái hình thức phát triển TOD, tức là khai thác những cái hoạt động thương mại rồi nhà ở thương mại ở cái khu vực mà là những cái điểm đầu mối tập trung các cái ga đường sắt. Đấy là một cái nhu cầu tất yếu và từ những cái hoạt động đấy thì chúng ta sẽ thu được những lợi ích lớn hơn. Tình trạng mất cân đối về phương thức vận tải đã dẫn đến nhiều hệ lụy như ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, chi phí vận tải lớn, ô nhiễm môi trường. Việc sớm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị là cần thiết, góp phần tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng giao thông, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện đường sắt đô thị được nhanh chóng, chắc chắn cần những cơ chế đặc thù. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng cần có sự đồng thuận của nhân dân, tạo thuận lợi cho việc thi công dự án. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định giảm giá bán xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay, ngày 5 tháng 9. Và đây là lần giảm giá thứ 3 liên tiếp trong thời gian vừa qua. Cụ thể, xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.979 đồng mỗi lít, giảm 353 đồng mỗi lít. Xăng RON 95 không cao hơn 20.827 đồng mỗi lít, giảm 282 đồng mỗi lít. Như vậy, giá xăng RON 95 đã giảm xuống dưới 21.000 đồng mỗi lít sau kỳ điều hành này. Giá dầu cũng đã giảm trong kỳ điều hành hôm nay,
Dầu diesel không cao hơn 18.092 đồng mỗi lít, giảm 385 đồng mỗi lít. Và dầu hỏa không cao hơn 18.724 đồng mỗi lít, giảm 341 đồng mỗi lít. Riêng giá dầu mazut 180 không cao hơn 15.155 đồng 1 kg, giảm 407 đồng 1 kg so với giá cơ sở hiện hành. Còn trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm tung tích người gặp nạn. Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 4 tháng 9 tại sông Kỳ Cùng, đoạn qua thôn Nà Pinh, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc. Vào thời điểm nêu trên, hai học sinh sinh năm 2006 và 2007 ra bờ sông để tắm và không may bị nước cuốn trôi dẫn đến mất tích. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 11 giờ ngày 5 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một học sinh. Nạn nhân còn lại thì vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Và chính quyền địa phương cho biết hai học sinh này là người ở thành phố Lạng Sơn đi cùng bạn bè, người thân đến bờ sông Kỳ Cùng dựng lều, ăn uống, hóng mát và tắm dẫn đến vụ việc đau lòng nói trên. Còn liên quan đến vụ bị ngược đãi tại mái ấm Hoa Hồng, ngày 5 tháng 9, Công an quận 12 cùng với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ bà Giáp Thị Sông Hương, sinh năm 1974, ngụ tại quận Gò Vấp, là chủ của mái ấm Hoa Hồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978, là bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng và một số bảo mẫu khác để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em. UBND quận 12 hiện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND phường Trung Mỹ Tây và các đơn vị có liên quan ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động, chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan làm rõ trách nhiệm trong công tác thẩm định, cấp phép hoạt động và giám sát hoạt động của mái ấm Hoa Hồng. Trước đó, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi tại mái ấm Hoa Hồng bị phản ánh là địa ngục trần gian. Bởi trong lúc chăm sóc trẻ, các bảo mẫu thường xuyên dùng một tay xách người, ném, lật úp lên nệm, đánh vào tay và chân. Thậm chí bảo mẫu còn ngồi lên người trẻ sơ sinh, bóp đầu, bóp miệng, tát hay là đấm. Có bé đã bị đánh đến chảy máu miệng. Tại thời điểm kiểm tra ngày 4 tháng 9, Công an chức năng ghi nhận mái ấm có 15 nhân viên làm việc và có 85 trẻ, trong khi quy định chỉ được nuôi 39 trẻ. Thưa quý vị, sau trận mưa lớn ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nước từ đồi cao kéo theo bùn, cát chảy tràn xuống đường cản trở giao thông trên đường Nguyễn Thông đi khu du lịch Resort Mũi Né. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 4 tháng 9, mưa lớn, nước bùn từ trên đồi cao tràn xuống đường, kéo dài khoảng 300 mét trên đường Nguyễn Thông thuộc phường Phú Hải. Các lực lượng tại hiện trường đã điều tiết giao thông và nhanh chóng đưa xe máy xúc dọn dẹp lượng bùn cát trên đường để xe cộ có thể lưu thông qua lại an toàn. Do thành phố thường xuyên bố trí các tổ ứng trực mưa lũ nên việc giải tỏa hiện trường rất nhanh để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Cũng tại vị trí này, trước đó mưa lớn đã làm cát tràn xuống đường. Chính quyền sở tại đã kịp thời điều động phương tiện dọn dẹp thông tuyến hướng đi Mũi Né. Và nhiều năm qua thì mưa lớn, nước từ trên đồi cao đổ tràn xuống vùng trũng gây ra ngập úng tại tuyến đường ven biển Mũi Né diễn ra vô cùng thường xuyên.